chào tất cả các anh em, mình là Hùng và hôm nay mình xin hướng dẫn tất cả anh em về cái cách gọi là hắc xóa phông. Thì mình sẽ bắt đầu bằng cái hình này nhé. Đây là hình mình chụp em gái của một bà chị makeup rất là thân thương. Thì mình sẽ bắt đầu bằng hình này nhé. Ok, trước tiên các bạn phải cắt cái mẫu ra đây nè. Ok, sau khi mà các bạn đã cắt xong cái phần mẫu này ra thì duplicate cái này bằng cách click phải bấm vào duplicate là nhân đôi cái này. Duplicate thêm một lần nữa. Ok, và các bạn mask lại. Sau khi mask thì các bạn chọn vào background, kéo qua cái phần channel này, chọn vào cái background copy 2. Sau duplicate nó là thêm một lần nữa. Về lại layer nhé. Và các bạn chọn vào cái background copy. Ok, vào filter, vào blur và lens blur. Lens blur mình sẽ source là chính là cái phần mà mình vừa mới cắt ra. Ok, nhìn như này thì cũng chưa tự nhiên lắm nên là mình sẽ có một công đoạn sau. Các bạn chọn cái mức độ xóa phông là ơn sau này nhé. Ok. 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 Bây giờ thì tạm ổn thôi, cũng chưa ổn. Về như này là những cái tóc hoặc là những cái chi tiết nó khá là cù cù. Nên là bây giờ mình sẽ apply cái thẳng vô cái mask này luôn. Bấm apply. Rồi bắt đầu các bạn dùng cái smudge tool này. Chọc cái brush tủa ra do giống kiểu như mình nè. Strain thì các bạn để tầm 50. 49, 50 vậy mình. Sau khi làm những cái công đoạn nó xong thì các bạn về lại background và mask lại cái background này nha. Các bạn bấm chữ B để cho nó về lại brush, giữ nút on, cái chuột phải kéo to cái này ra. Ok, và bắt đầu mình đánh những cái phần tiền cảnh, những cái phần mà mình không muốn nó xóa phông. Nếu mà có xóa lộn thì các bạn chỉ việc bấm Ctrl Z lại thôi. Nếu mà chẳng hạn như các bạn lỡ mà tẩy nhầm luôn cái phần này thì các bạn chỉ việc bấm X lại để cho nó tô lên màu đen. Gần xong cái khâu hắc xóa phông. Các bạn tùy chỉnh chú ý do cái xóa phông giả này thì hơi rườm rà, do mình phải chú ý sao nhìn cho nó hợp lý một xíu kìa. Do mình có một cái layer rồi nên đừng có sợ là mình tô nhầm màu. Từng nói với mình là trong những cái ảnh này thì mình
hạn chế để một cái màu sắc nào đó nó bị đập vào mắt cái kìa. Ví dụ như ở đây là có màu xanh màu tím này, không muốn hai cái thứ này cho nó, mình muốn hạ màu nó xuống, hoặc là mình xóa đi, hay là mình hạ màu xuống. Mà mình nghĩ là ở đây mình nên hạ màu xuống là cách tốt nhất. Thì vào mình hue saturation, các bạn vào màu tím. Sẽ ảnh hưởng tới những cái bên quanh này, cái màu này, nên mình không muốn như vậy. Bấm chữ G, bấm chữ X và mình tô đen cái layer mask này. Ok, và mình chuyển về B là brush, bấm chữ X để cho nó đổ thành màu trắng. Và mình bắt đầu tô, mình phải chuyển opacity thành 100. Đây là kết quả. Còn bây giờ mình thử mình lên màu và mình chỉnh sơ về mẫu một chút xíu nha, cho nó ra cái quả cho nó mong muốn một xíu. Cảm ơn các bạn đã xem qua video, và nếu các bạn có cần mình chia sẻ những gì thêm thì các bạn cứ việc để một cái comment bên dưới là mình sẽ làm cái video như thế nào tiếp theo, và mình cho các bạn xem before và after nhé. Đây là before, đây là after. Tùy sở thích các bạn thôi. Nếu các bạn muốn làm cái này thì mình khuyên là các bạn nên chọn những cái tấm hình nào mà của mẫu các bạn thích nhất hoặc là cảm thấy nó đẹp nhất rồi sửa, chứ không phải là cứ đụng đầu sửa đó các bạn bỏ nghề như trời. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.